Chào mừng bà con đã đến với bản tin giá thủy sản hôm nay. Chúc bà con một ngày mới tốt lành. Hôm nay 19 tháng 1 năm 2022, gần Tết, thị trường giá cá tại các tỉnh như Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Cần Thơ tăng nhẹ. Cụ thể, cá tra thịt đang có giá từ 23.500 đến 24.000 đồng 1 kg. Giá cá tra giống size 30-35 con đang có giá tăng cao từ 33.000 đến 34.000 đồng 1 kg. Giá cá lóc tại Đồng Tháp, An Giang và Trà Vinh giảm nhẹ. Cụ thể cá lóc thịt hôm nay có giá từ 28 đến 29.000 đồng 1 kg. Cá lóc giống size 500-700 con 1 kg giá 250-270 đến 270 đồng. Giá ít thịt khu vực Đồng Tháp, An Giang vẫn duy trì ở mức cao giá hiện tại từ 40 đến 41 000 đồng 1 kg. Giá ít giống loại 100 đến 150 con 1 kg giá 400 đồng một con. Giá cá điều hồng tại khu vực Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long và Hậu Giang. Loại cá thịt 600 g có giá từ 31.000 đến 31.500 đồng 1 kg. Cá giống giá từ 26 đến 28.000 đồng. Cá thác lát tại Hậu Giang. Loại cá thịt 23 con 1 kg giá đang tăng cao từ 50 đến 51 000 đồng. Mời quý bà con tiếp tục theo dõi giá cá trê vàng, cá rô, rô phi, cá kèo theo bảng giá sau. Tiếp theo, giá tôm thẻ kiểm kháng sinh tại khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu ổn định. Theo đó, tôm thẻ size 20 con đang có giá 233.000 đồng 1 kg. Size 25 con có giá 175.000 đồng 1 kg. Size 30 con đang có giá 158.000 đồng 1 kg. Size 40 con thu mua với giá 138.000 đồng. Size 50 con giá 128.000 đồng 1 kg. Size 60 con đang có giá 118.000 đồng. Tôm thẻ size 100 con đang có giá giảm còn 90.000 đồng 1 kg. Giá tôm sú oxy tại khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu có giá như sau. Tôm sú oxy size 20 con lớn giá 260.000 đồng 1 kg. Size 20 con nhỏ có giá 250.000 đồng. Size 30 con lớn giá 210.000 đồng 1 kg. Size 30 con nhỏ có giá 200.000 đồng. Size 40 con lớn giá 170.000 đồng 1 kg. Size 40 con nhỏ có giá 160.000 đồng, 50 con 145.000 đồng, 60 con 135.000 đồng và 70 con 125.000 đồng 1 kg. Tôm sú Oxy 100 con đang có giá 95.000 đồng 1 kg. Về chi tiết giá cá, giá ếch, giá tôm thẻ, giá tôm sú hôm nay mời quý bà con tiếp tục theo dõi liên kết tại phần bình luận của bản tin nhé cảm ơn quý bà con đã theo dõi bản tin giá thủy sản hôm nay nếu thấy nội dung hữu ích xin vui lòng nhấn subscribe kênh để không bỏ lỡ bản tin mới nhất nhé chúc bà con một ngày mới tràn đầy năng lượng cho một vụ mùa bội thu